Kính thưa quý vị khán giả thân yêu nhất trên kênh Thăng Long TV Go của em Minh Tiến. Vừa rồi thì Cường giới thiệu cho các bạn một món phở gà ở Mỹ nó khác như thế nào. Thì hôm nay là cái ngày Cường nghỉ, Cường cũng dính tí thời gian để cống hiến cho quý vị thân yêu nhất của Cường một tô phở bò ở Mỹ nó làm sao. Và lúc cái đoạn video vừa rồi đó là Cường quay ở Southwest, chắc quý vị vẫn còn nhớ là phở gà Đa Cao, đó là Southwest, là khu coi như là đông người Việt thứ nhì sau California. Và hôm nay Cường sẽ trở lại không phải là khu Southwest nữa mà là khu Northwest, tại vì cái Houston và cái Texas này nó rất là to, kính thưa quý vị, nó rất là lớn, nó lớn gấp 2.5 đất nước Việt Nam của chúng ta đó. Mà nếu từ nhà Cường mà chạy lên đến cái quán phở mà Cường sắp cống hiến cho quý vị đó thì khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ nha. Và bây giờ Cường đã bắt đầu vào freeway để mà Cường chạy lên cái tiệm phở đó. Nào, xin kính mời quý vị khán thính giả cùng song hành với Cường thưởng thức một tô phở bò ở Mỹ nó đã làm sao. Và Cường rất là chân thành cảm ơn thời gian, sự quan tâm theo dõi của các bạn. Kính thưa quý vị, nhiều khi Cường quay cái đoạn phim này chắc theo như Cường nghĩ chắc cũng có vài quý vị sẽ hỏi tại sao một đất nước Mỹ nó văn minh như thế này mà dây điện nó vẫn văng như là mạng nhện, cũng chẳng thua gì bên Việt Nam. Dạ thưa vâng, Mỹ nó có 50 tiểu bang, thành thử ra tiểu bang nào nó cũng khác tiểu bang nào hết cả, nhất là về khí hậu. Và nó to lắm, thành thử ra tiểu bang Texas của Cường là nó là chuyên môn về lục lội rất là nhiều, thành thử ra dây điện của các bạn không thể nào mà chôn ở dưới đất được về vấn đề an toàn. Chẳng hạn như một người ở bên California mà người ta quay những cái đoạn phim thì quý vị thấy là rất là ít dây điện, rất là ít dây điện nha, giống như thế này, hầu như là người ta chôn ở dưới đất hết, tại vì bên California nó không có bị lục được, nó chỉ có động đất mà thôi. Trở lại vấn đề chút xíu để cho quý vị khán thính giả Cường chia sẻ cho đến quý vị khán thính giả chút xíu đó mà, chứ cũng không phải là khoe khoang gì đâu. Dạ. Xin quý vị khán thính giả đón nhận và Cường chuẩn bị tới cái khu Việt Nam ở trên vùng Northwest. Và bên đây Cường cũng xin mở ngoặc một chút xíu mà Cường có nói bên đoạn video clip phía bên kênh Thăng Long TV của em Minh Tiến. Thì bình thường cái dĩa rau nó như thế này cũng thưa quý vị, nó có chanh. Thì bây giờ nó có kèm theo chúng ta một ly nước lạnh và đường trên đây thì lúc nào cũng có sẵn. Cái người Việt của chúng ta nó ngộ lắm. Thay vì người ta kêu một ly nước đá chanh đi thì không, cứ như thế này, nặn chanh vào, bỏ đường vào, có cái ống hút sẵn, thế là chúng ta có một ly đá chanh. Uống chưa đã nữa bắt đầu kêu cái người hậu bàn ra lại xin thêm chanh với đường. Cường cảm thấy nó nhục vô cùng. Cái này Cường xin mở ngoặc và đóng ngoặc, chúng ta đừng có làm những cái điều đó. Chúng ta thích thì chúng ta kêu một ly nước chanh chúng ta uống, giống như Cường thích một ly trà xanh đâu có bao nhiêu tiền, người ta đem ra cho mình để mình nêm nếm, chứ người ta đem ra cho mình không phải rằng thank you của nhau, thank you very much. Tất cả những người bưng phở ở đây là toàn là mẹ không, phòng bếp cũng vậy. How you doing của nhau? Right, good ha, thank you sir. Alright, giờ đây là một tô phở bò của Cường. Yeah. Rất là ngon kính thưa quý vị. Nào chúng ta cùng thưởng thức với Cường nha, hành trần nước béo và hành giấm. Quý vị thấy có hấp dẫn không ạ? Đây có hành trần nước béo còn đổi chung rồi, nhưng đặc biệt là phải có cái hành giấm nữa. Chị cho em một dĩa tái riêng nữa đi chị, có chung em không ăn được đâu.
lại Cường kêu tái riêng, nhưng mà bỏ cái tái cái kia ra cho trong mình chung cho Cường, Cường ăn không có được, Cường ăn thịt bò là phải tái. Dạ. Rồi Cường xin tạm biệt quý vị khán thính giả, bây giờ Cường ăn xong rồi, bây giờ Cường đi về và đi làm thêm một số việc ở ngoài nữa. Ồ, Cường quên nói với vị khán thính giả nè, một tô phở tổng cộng như thế thì 12.86 tất cả. Mình bỏ thuế vào nữa thì bỏ tiền tiếp nữa thì khoảng chừng 14-15 đồng một tô. Dạ thưa vâng. Rồi, Cường xin tạm biệt quý vị khán thính giả. Chúc quý vị khán thính giả có một ngày an lành. Dạ thưa bạn.